Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình giới thiệu ba cái dòng dao mới Trung Form. Kích thước thì cũng cũng không khác biệt, cũng những là dòng dao bếp thông dụng, nhưng mà những cái dòng dao form mới làm con Betty, con ăn trái cây nhỏ này. Lưỡi 120 ngang 20. Cái này gọi là Betty ăn trái cây, nhưng mà cũng có thể nhìn bằng giống như con Santoku mini này. Cái form này là cũng là form Santoku mini này, nhưng mà mình làm gọn lại. Cán mình ốp hai bên nhé, cán này bên này là của cẩm, bên này là mu lông chuột, hai bên hai màu. Con này con phiên bản đặc biệt, 300 mấy một con. Thép 440C nhé. Cái này dòng này mình làm giá cái phần khúc nó bình dân, trung bình khá, nên là thép 440C hết. Các bạn có thể đặt thép cái dòng thép khác cao cấp hơn, BD10 Dama Kết hay là CVM 154 AETS 34 gì đó, thì mình sẽ làm theo cái dòng cao cấp hơn. Cái này là dòng mà cũng gần trung cấp rồi. Thép 440C là đã thép cao cấp rồi, mình làm giá tương đối bình dân, 300 mấy một con này. Đẹp không? Cũng có tiền. Còn dòng này trái cây này, mình qua dòng này nhé. Đến cái form con này là cái form cái form lưỡi là cái form đề ba, nhưng mà nó chỉ là thép 3 ly thôi, nên con này dùng cho anh kiến đặt, con này dùng để lọc thái với lọc luôn, chứ nó không có dùng chuyên làm cá như những con đề ba bình thường là lưỡi 5-6 ly trở lên đó. Con này chỉ lưỡi 3 ly thôi, nên là chỉ để anh kia vẫn làm cá, nhưng mà cái dòng cá nhỏ lọc thịt là chủ yếu, lọc thịt cá ra là chủ yếu. Cá này căng mung mung sọc từ khuyên tới thân luôn. Mình làm cho cái con này, hai con này mình làm cá đồng bộ luôn, mình thấy đồng bộ cũng rất là đẹp. Bình thường mình làm là mung sọc mung sừng, mà bắt đầu hai con này mình làm thử cái cặp cá đồng bộ như thế nào, mình thấy cũng rất là đẹp đấy. Mà thấy không? Cái này cái bán giá, cái bán giá của này là 130, lưỡi đây 170 50, mình cầm cỡ cỡ còn lại mình lấy số đẹp là cỡ 48 này, 170 theo 440C. Con này là 800 rồi nhé, anh kia anh đặt thì mình lấy con này 800. Những cái form mà mình ra số lượng lớn thì mình sẽ lấy cái giá nó phải, nó mềm lại, nhưng còn những form mà bạn nào đặt thì mình sẽ lấy những hàng tí, trăm trăm rưỡi gì đó, 20 ngàn. Để mặt thì mình làm chung rất là mịn rồi, ngón tay này. Thép là cao cấp, gỗ là mung cũng cao cấp, các bạn biết rồi, gỗ mung mình sử gỗ mà, việc gì mới làm gỗ giỏm bền đẹp đẳng cấp. Rồi mình qua tới con thứ ba là con Santoku này. Form Santoku 50, lưỡi 5 ngang 50. Cái này mình còn lại miếng phôi cuối cùng 3 ly, hai con này 3 ly mình làm luôn miếng phôi 3 ly là hết luôn đó, không còn một miếng phôi nào nữa trơn. Dịch corona này nó chặn ghê quá, phôi gì không có được, mình chịu chết, mình hết phôi, gọi là hết sạch phôi rồi. Đây cán gỗ cẩm mình làm nguyên
liền luôn không? Cẩm cẩm khuyên cẩm luôn, bởi vì những cái dòng này á, lực nó không có tùy vào khuyên hay cái đó quá nhiều, lực nó rất là nhẹ, nên là mình làm một khuyên nào cũng được, không cần thiết phải sừng hay là muôn sừng, nói chung là không cần thiết. Này mình bảo hành cho các bạn cái cán 5 năm này. Mình đẹp không? Cán cực kỳ đẹp. Thì khúc cẩm của các bạn gửi rất là ưng ý, cắt ra cực đẹp. Cẩm siêu vân. Xứng đáng với đồng tiền vào. Đây là lưỡi xanh tô cư, cái này thì 200 201 49 48 49, cái này 201. Này 3 ly thì mình dài vuốt cái mũi xuống. Cái mũi xuống tương đối mạnh tí cho hoàn thái cho nó êm. Trên lưỡi mình cũng chừa tương đối mỏng. Thái nó mới êm được. Con này thì mình làm đặc thì mình làm thêm, còn bình thường mới ra con này 3 ly thì mình cũng bán ngay con này, hai con này. Con này 800 nhé. Nếu 2 ly rưỡi thì nó rẻ, 2 ly rưỡi thì chỉ 6 rưỡi thôi. Còn thế này 3 ly, 3 ly mình lấy 800 ấy, hai con 800. Còn hai như hai con này mình nếu 2,5 ly, cái dòng bình thường 2,5 ly chuyên thái thì mình lấy 600, 6,5 ly. 6,5 ly mỗi con thôi. Còn như cái này mình thép 3 ly thì mình lấy hai con này 800 này. Hai cái này lớn nhỏ hơn nhau một tí không thành vấn đề. Chủ lực thép. Cái dày 3 ly thì nó mắc, với mình làm mắc công hơn nhiều so với thép mỏng. Bạn thích thì các bạn đặt. Mình sẽ làm cho, nhưng mình chắc là khi hôm nay mình nghe nói phôi với đầu nó cho nhập mà không biết khi nào mới về tới. Phôi về mình sẽ thông báo tiếp. Cái lô này mình vẫn thích con này nhất. Con trái cây này. Này chắc cái từ con sau mình sẽ đính với này một cái pin. Đính giữa con này một cái pin. Thì tương đối mắc do cái dòng này nó rẻ. Đến cái pin nó vừa tốn công mà nó mắc, cái pin không không phải gần 30 ngàn, cái pin ở giữa rồi đến hai cái pin mất 60 ngàn. Bản sau chắc mình đến ở giữa một cái pin, giữa cái pin này làm cái dao nó sang, nó đẹp hơn và nó chắc hơn. Lỗ bên này mình làm lỗ âm trong này thì cũng cũng rất là cứng rồi, con này không thể hư cán được, nhưng mà cái form rất là đẹp rồi. Form mà cầm ăn trái cây là cực đẹp, vừa nhỏ gọn tí đã. Rồi video hôm nay cũng dài đi nhé, cảm ơn mọi người đã theo dõi, hẹn mọi người những video sau, bye bye.